Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình nhận được rất nhiều những câu hỏi, đó là làm sao để phân biệt được cái thước lái của dòng xe Mitsubishi Outlander này, hàng xịn chính hãng và hàng thay thế, nó khác nhau cái gì và làm sao để phân biệt được. Thì hiện nay thì mình đang có trên tay mình là hai cái thước lái, một cái này là hàng rẻ và cái này là hàng xịn. Đấy. Thì hai cái này nó khác nhau gì thì các bạn nhìn này, thứ nhất là cách các bạn để làm sao khi mà chúng ta bị hỏng cái thước lái thì anh em bắt buộc phải thay thế. Vậy thì anh em gara rất là quan tâm, thế thì hàng xịn hàng rẻ nó khác nhau như nào và chúng ta làm sao chúng ta có thể phân biệt được hai cái loại hàng đây. Thì thứ nhất là các bạn nhìn đây là hàng thay thế này và cái này hàng xịn này, hàng xịn đấy. Mình đặt hai cái này các bạn sẽ giống nhau. Tất cả nó đều có thể lắp đặt cho nhau được. Nhưng vậy thì nó khác nhau gì, làm sao phân biệt được thì các bạn để ý cho mình này. Các bạn đặt xoay cái chiều này xuống. Đấy thì các bạn thứ nhất là các bạn nhìn này. Hàng xịn chính hãng thì ví dụ đây là hàng rẻ thì nó không có này, trên không có trơn không có này. Còn hàng xịn chính hãng thì đây phía này nó có chữ Gtech dập nổi lên này. Đấy, Gtech dập nổi lên. Đấy các bạn nhìn Gtech dập nổi lên. Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là trên cái hàng xịn này thì nó có đây, các bạn sẽ nhìn này, nó có những cái ký tự này. Đấy, nhưng còn hàng thay thế thì nó không có nhá, các bạn nhìn này, nó không có, trơn luôn. Đấy các bạn nhìn này, cái này có này và cái này không này. Đấy là cách các bạn phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng và thay thế. Đấy thì nó khác nhau những cái điểm căn bản đấy thôi. Do Gtech sản xuất, bởi vì khi mà những cái hàng xịn chính hãng các bạn nhìn trên thước lái gốc theo xe của các bạn ấy, nó cũng là có chữ Gtech, hàng do hãng Gtech sản xuất. Đấy, nó đều có chữ này, dập nổi nhá. Đây các bạn nhìn, đấy, dập nổi luôn đây. Đây các bạn sẽ nhìn này. Còn cái thằng này thì nó không có, trống trơn luôn. Đấy là cách các bạn phân biệt hàng xịn hàng rẻ. Đấy thì anh em xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.